Xin chào, đây là The Back Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phần 2 của dòng thời gian các chuỗi sự kiện từ cái chết của Kaijan đến sự kiện trong hiện tại là cái chết của Kat. Trong phần 1, chúng ta đã biết về nguồn gốc cái chết của Kaijan do bị Sharrow ám sát bằng một mũi tên bằng sắt và Kat cũng bị The Lost ám sát bằng chính mũi tên đó, dẫn đến việc xác cô không bị phân hủy nhờ máu của nữ thần Kaijan. Và hiện tại, lãnh đạo của MEG, Strike, là người đang giữ chiếc đầu mũi tên đó. Đã tóm tắt xong, chúng ta hãy cùng đi vào phần 2. Ở phần 2 này, chúng ta sẽ đi sâu vào một số sự kiện sau cái chết của Kaijan để bổ sung vào dòng thời gian chính. Nhân vật đầu tiên cho video ngày hôm nay đó chính là thực thể số 987, God of Level 532. Hắn có liên quan gì đến cái chết của Kaijan? Trước khi đi sâu thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược qua về thực thể này nhé. Thực thể số 987 là một thực thể hình người to lớn bị nhốt trong một căn phòng ở level 532 được gọi là Room 532.1. Thực thể này có một làn da xám đen và chỉ mặc một chiếc áo choàng đỏ rách nát và bị trói buộc bởi những chiếc dây xích đen được bao phủ bởi những dòng chữ rune được chạm khắc công phu. Trước khi đi tiếp thì mình sẽ giải thích về chữ rune là gì nhé. Chữ rune được xem như những cổ tự trong bảng chữ cái cổ của người Bắc Âu cổ. Chúng được dùng để viết trước tiên, nhưng mà sau đó một khoảng thời gian dài thì chúng đã được biết đến với những công cụ tiên đoán và công cụ ma thuật của mình. Từ rune trong tiếng Bắc Âu cổ mang ý nghĩa là những điều huyền bí, những điều bí ẩn và những lời thì thầm. Rune không chỉ tồn tại ở một vùng nhỏ của nước Đức, mà còn được sử dụng rộng rãi ở Bắc Châu Âu, Scandinavia, quần đảo người Anh và Ireland từ năm 100 trước công nguyên đến năm 1600 sau công nguyên với nhiều dạng biến thể. Giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với phần chính. Thực thể số 987 không có bất kỳ đặc điểm nào trên khuôn mặt ngoài một con mắt lớn ở chính giữa khuôn mặt có trong đen xanh lam và không có đồng tử. Mặc dù thiếu miệng, nhưng thực thể vẫn có thể phát ra âm thanh thông qua các phương pháp không xác định. Thực thể này có thể nói một số ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Anh và dường như có một trí thông minh bằng hoặc hơn cả con người. Mặc dù thực thể này không thể trốn thoát khỏi phòng giam của nó, các thành viên của tổ chức MEG bị cấm đến gần nó vì thực thể được coi là rất nguy hiểm bởi những tác động mà nó có thể tạo ra khi tiếp xúc trực tiếp với cơ thể vẫn chưa được tìm hiểu và làm rõ. Thực thể này cũng được cho là bất tử. Bạn nên tránh việc giao tiếp hoặc tiếp xúc trực tiếp với thực thể đồng nghĩa với việc nói, chạm hoặc tin tưởng thực thể sẽ là những điều bạn không nên làm. Đó là thực thể số 987. Vậy hắn có liên quan gì? Để cho các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn về các manh mối, thì mình sẽ nêu một nhân chứng có liên quan đến sự kiện của Kaijan, là một người đàn ông bất tử ở level 648 đã tự xưng mình là The Father. Còn vì sao ông ta lại tự xưng như vậy? Vì ông ta thích thế. Và do cách gọi tiện hơn nên ông ta đã tự xưng mình như thế. Vào ngày 28 tháng 11 năm 2021, The Father đã được một thành viên của tổ chức UEC là David Armstrong phỏng vấn để nhờ The Father dịch một số văn bản Ai Cập cổ. Trong cuộc phỏng vấn, cả hai bên đã trò chuyện với nhau khá suôn sẻ cho đến khi Armstrong hỏi về việc làm sao The Father có được sự bất tử. The Father đã trả lời rằng, trước kia, người đứng đầu làng của ông ấy đã đàm phán với một vị thần, để rồi hắn và cả những người trong làng của ông đều nhận được sự bất tử. Đợi đã, các bạn có thấy sự tương đồng giữa nó với cái chết của Kaijan không? Sharrow đã giết Kaijan để hắn và người dân của hắn nhận được sự bất tử. Nếu đó là cùng một sự kiện, thì theo giả thuyết của mình, The Father đã từng là một người dân bên trong vương quốc của Sharrow. Và sau khi giết Kaijan, Sharrow đã nói dối với thần dân của hắn rằng đã đàm phán được sự bất tử với Kaijan. Và The Father đã tin như vậy vì ban đầu ông cũng chỉ là dân thường, nên cũng không biết được sự tình bên trong hoàng tộc. Sau đó, David Armstrong cũng đã nhận được một cuốn sổ tay từ The Father. UEC sau đó cũng chỉ mất một tuần để dịch được tất cả những thông tin cần thiết trong đó. Sau đây, mình sẽ lấy một phần được trích trong cuốn sổ đó, cụ thể như sau. Và với tính kiêu ngạo của mình, hắn ta ngày càng tự mãn. Hắn dựa vào sự tôn thờ của thần dân, bắt đầu chỉ tin tưởng những kẻ phục tùng hắn ta vì sợ hãi. Nhưng nỗi sợ đó không còn nữa. Họ đã bắt đầu quay lưng lại với hắn ta. Vào ngày cai trị thứ 984 của hắn, người dân đã chán ngấy hắn ta. Họ chán ngấy sự thao túng, đương nhiên rồi. Họ vẫn sợ hãi trước sức mạnh của hắn ta. Nhưng giờ họ biết, họ có thể đánh bại hắn ta bằng chính sức mạnh của họ. Có thể hắn ta là một vị thần, nhưng chỉ một vị thần mà thôi, còn họ thì áp đảo về số lượng. Vào ngày thứ 985, những người hành quyết quyết định nổi dậy. Anh ta đến chỗ người thợ rèn và đề nghị ông ta làm ra những chiếc dây xích. Những chiếc dây xích này được bao phủ bởi những biểu tượng truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên họ biết rằng, chỉ có đống dây xích này thì vẫn chưa đủ. Nên họ đã tập hợp 11 người, sẵn sàng hy sinh tính mạng của họ cho những điều lớn lao.
11 người này đều là những người cha, người mẹ đã mất người thân bởi hắn. Vì vậy, điều duy nhất mà họ sống là để chứng kiến hắn bị đánh bại, và họ cũng dũng cảm hiến dâng sinh mạng của mình. Vào ngày thứ 986, mọi người quyết định thực hiện kế hoạch của họ. Hắn đã đồng ý đi tới một địa điểm để đo áo choàng. Người thợ may đã đưa hắn ta tới một địa điểm được hẹn trước. Và khi hắn đến, những người dân bắt đầu ném những đống dây xích lên người hắn và sắt bắt đầu đốt cháy da của hắn. Điều này giúp họ câu đủ thời gian để hoàn thành nghi lễ. 11 mũi tên xuyên qua da của hắn trong lúc 11 người tình nguyện nhảy vào đống lửa. Họ đã đá hắn xuống khỏi cầu thang và đánh đập cho đến khi hắn chịu quy phục thì thôi. Vào ngày thứ 987, họ đã đóng cánh cửa đó lại. Qua mẩu nhật ký của The Father, có vẻ như người dân trong làng của ông đã từng đánh đập và hành hạ một ai đó. Cụ thể là kẻ đó là một người có quyền lực, rất kiêu ngạo, tự mãn, và quan trọng hơn hết, hắn có sức mạnh như một vị thần. Và dựa vào các manh mối từ cuộc đối thoại giữa David và The Father, kết hợp với các chi tiết trong mẩu nhật ký, thì kẻ độc tài đã bị tử hình không ai khác chính là Sharo. Hắn vừa là người có quyền lực, vừa là người có sự bất tử nhờ vào việc giết Khayyan, nhưng hắn không phải là một vị vua tốt. Hắn đề nghị sự bất tử cho riêng hắn, và việc người dân của hắn bị bất tử cũng là ngoài ý muốn, và hắn sẽ bắt đầu cai trị họ theo cách riêng. Dần dần, người dân và những người thân cận của hắn dần trở nên chán ghét hắn, nên họ đã hy sinh 11 sinh mạng. Những người này, như đã nói, họ tự nguyện, họ chán ghét, căm hận Sharo, và chỉ cần hắn gục ngã, mọi thứ sẽ ổn. 11 linh hồn, mỗi linh hồn tương ứng với một mũi tên bằng sắt. Và cuối cùng, người dân đã bắt Sharo phải quy phục trước bọn họ do đã bị trọng thương quá nhiều. Cái chi tiết ngày thứ 987, họ đã đóng cái cửa đó lại. Theo mình, chi tiết này đại ý cho việc Sharo đã bị phong ấn trong đó. Hắn không chết vì hắn bất tử, nhưng giờ hắn đã nhìn thấy sự bất tử cũng chỉ là một lời nguyền. Nó chỉ tốt khi hắn có tất cả. Nhưng giờ, hắn đã mất mọi thứ và hắn xứng đáng với điều đó. Và từ những chi tiết trong tài liệu của thực thể là những dòng chữ rune trên những chiếc dây xích màu đen và một số thứ khác, thì mình đã suy ra rằng thực thể số 987 chính là Sharo. Tổng cộng lại thì chúng ta có 12 mũi tên bằng sắt. Cả từ sự kiện Sharo bị phong ấn là 11 mũi tên và sự kiện Sharo giết Khayyan là một mũi tên nữa. Trùng hợp thay, vào ngày 17 tháng 11 năm 2021, trong level 37, nơi có xuất hiện một đền thờ của giáo hội The Lost, tổ chức UEC đã tìm thấy một chiếc hộp bằng gỗ, trong đó chứa 12 chiếc đầu mũi tên bằng sắt được khắc ký tự rune lên đó. Vậy tức là The Lost hoặc một vài thành viên thuộc The Lost có liên quan đến sự kiện Khayyan hàng ngàn năm về trước. Điều này cũng càng củng cố cho việc The Lost đã ám sát Khát, vì mình đã nói rồi, chỉ có The Lost mới là những kẻ giữ những thứ lâu đời như vậy. Chúng ta đã làm rõ về việc Sharo đã bị phong ấn và những chiếc đầu mũi tên, giờ thì chúng ta cùng đến với. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, David Armstrong cùng với một nhóm thành viên thuộc tổ chức UEC tiếp cận khu vực của thực thể số 987 tại level 532 để thương lượng một thỏa thuận với thực thể nhằm thúc đẩy các mục tiêu và giúp cho UEC có thêm sức mạnh. Cuộc thương lượng này nhằm giúp David Armstrong có được sự bất tử, đổi lại là thực thể số 987, hay chúng ta vừa suy ra ở trên, chính là Sharo sẽ được tự do và thoát khỏi nơi hắn bị giam cầm. Trong khi David thương lượng với thực thể, nhóm thành viên đi cùng anh sẽ canh gác xung quanh. Sau khi trao hỏi với thực thể, David đã đi thẳng vào vấn đề rằng UEC đã lấy cắp được 12 chiếc đầu mũi tên có liên quan đến Khayyan và chính Sharo. David cầm một chiếc, còn nhóm của anh cầm 11 chiếc còn lại. Như mình đã nói ở trên, David sẽ thương lượng để có được sự bất tử, đổi lại là anh sẽ phải dùng 12 chiếc đầu mũi tên để xóa bỏ phong ấn của Sharo. Sharo đã đồng ý lời đề nghị, bảo rằng David hãy gọi những người kia chôn 11 chiếc đầu mũi tên kia xuống đất. Sau đó, David đưa tay ra để Sharo hay thực thể số 987 nắm lấy. David cũng ra hiệu cho những người ở trên chôn những chiếc đầu mũi tên xuống. Ngay sau đó, điều kỳ lạ đã xảy ra. David cảm thấy một nguồn năng lượng truyền qua tay anh. Anh hét lên, cố gắng rút tay lại. Thế nhưng, thực thể số 987 vẫn bám chặt lấy tay anh. Phải một lúc sau đó thì cả hai mới bỏ tay nhau ra. David đánh rơi đầu mũi tên và thực thể số 987 lùi lại. David lúc này đã nói, hãy vui vẻ với sự bất tử của mình nhé, David. Anh ta vươn vai và leo lên cầu thang với câu nói cuối cùng, tự do. Cánh cửa căn phòng nơi thực thể số 987 đang trú ngụ đột nhiên đóng lại, để lại nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Được rồi, mình biết có nhiều bạn đang rất khó hiểu ở đoạn cuối với hai câu nói cuối cùng của David.
nó có nghĩa gì. Theo mình nghĩ, kể từ khi bỏ tay khỏi thực thể, đó không còn là David nữa, mà là Sharrow. Sharrow đã hoán đổi thân xác qua giao kèo giữa David và hắn ta. Giờ đây, Sharrow sẽ ở trong thân xác của David, có được sự tự do mà hắn hằng mong ước sau hàng nghìn năm bị giam cầm. Còn David thì anh ta bị mắc kẹt trong thân xác mục giữa bất tử của chính Sharrow và có khi sẽ bị mắc kẹt ở đó mãi mãi. Và đồng thời, đây là sự kiện đánh dấu cho sự trở lại của thực thể số 987 hay Sharrow. Mình không biết liệu Sharrow còn có thể sử dụng loại sức mạnh nào khác trong thân xác của David không. Có quá nhiều thứ cần phải giải thích. Các bạn còn nhớ việc UEC và David Armstrong đã lấy được chiếc hộp từ đền thờ của The Lost ở level 37 và có tổng cộng 12 chiếc đầu mũi tên không? David đã cầm một cái, nhóm đi cùng anh sẽ cầm 11 chiếc còn lại. Mà Sharrow đã bảo rằng họ phải chôn 11 chiếc đầu mũi tên để giải thoát hắn ta. Sau khi được giải thoát thì chiếc đầu mũi tên thứ 12 mà David cầm cũng rơi ở đây luôn. Mà sự kiện này xảy ra trước sự kiện Cat bị giết khoảng 4 năm. Vậy chiếc đầu mũi tên đã giết Cat đâu? Chúng ta đều biết rằng Strike đang giữ nó. Nhưng trước đó mình chỉ nói có tổng cộng 12 chiếc đầu mũi tên thôi mà. Theo giả thuyết của mình, thực chất đã có tổng cộng 13 chiếc đầu mũi tên. Vì nếu các bạn còn nhớ ở phần 1 thì mũi tên đã được dùng để ám sát Kaijan, sau đó đã được giữ lại bởi một hầu cận của Kaijan, hay chính là cô gái đến từ The Lost mà Andrew đã gặp. Tức là The Lost đã để 12 chiếc đầu mũi tên liên quan đến Sharrow ở trong chiếc hộp bằng gỗ. Còn cái dùng để giết Kaijan là được một cô gái, hay chính là hầu cận của Kaijan giữ. À mà mình quên chưa nói, tác giả của God of Cryers, vật phẩm số 89, thực thể số 987, level 532 và một số tài liệu liên quan khác là một tài khoản tên là Cutterbird đã nói rằng thực chất đã có 13 mũi tên được sử dụng trong kế hoạch ám sát Kaijan, nhưng chỉ có một trong số đó được sử dụng. Vậy suy ra, giả thuyết của mình về việc thực chất có 13 mũi tên có lẽ đã đúng. Thế nhưng, bạn có nghĩ rằng sự kiện này được tính toán từ trước không? Sự kiện mà Sharrow được thả tự do ấy. Liệu có phải việc David đến chỗ của thực thể số 987 có phải nằm trong tính toán của hắn không? Chúng ta cùng đến với. Trong tài liệu của level 532, Rita Kane, một thành viên thuộc tổ chức MEG, cô được cử đến một khu vực được cho là Room 532.1 để phỏng vấn và trò chuyện với một thực thể mà chúng ta đã biết là thực thể số 987, hay chúng ta vừa suy ra ở trên, chính là Sharrow. Mình sẽ tóm tắt lại cuộc trò chuyện, nhưng vẫn sẽ để lại một số chi tiết quan trọng. Rita đã đến và phỏng vấn thực thể số 987 tại Room 532.1, trong khi Rita đang tìm hiểu về lai lịch, nguồn gốc và lý do thực thể số 987 bị giam tại đây, thì thực thể đã nói một cách khá mỉa mai về giáo hội Zilos, rằng bọn chúng là những kẻ khờ khi đã loại bỏ hắn khi hắn không còn được trọng dụng. Hắn từng được họ tôn vinh như một vị thần, cuối cùng lại bị đâm sau lưng bởi chính những kẻ đó. Thế nhưng, chúng ta đều biết rằng tại sao hắn lại bị hành quyết bởi chính những người tôn thờ của hắn. Cuộc nói chuyện tiếp tục, thì đột nhiên cánh cửa của Room 532.1 đóng sầm lại. Điều này khiến Rita Kane bị giam lại một mình cùng với thực thể số 987. Rita đã kẹt lại trong căn phòng đó khoảng 11 ngày. Và trong 11 ngày đó, thực thể số 987 đã có những tác động lên Rita. Cụ thể là khi Rita đã bị mắc kẹt, cô đã phàn nàn về việc chưa có đặc vụ nào của MEG có thể đến và cứu cô. Lúc này, mọi chuyện bắt đầu kỳ lạ. Thực thể số 987 nói rằng, nó không khó để nhận ra đâu Rita. Thời gian có thể được tiên đoán ở đây. Chỉ là một tác dụng phụ, tôi nghĩ vậy. Rita đã trả lời lại một cách khó hiểu. Cái đó thậm chí có 5 ngày, 12 tiếng, 9 phút, 32 giây. Làm sao mà tôi? Ngươi đã làm cái gì? Sau đó, Rita đã bắt đầu nói những lời nói mà cô đôi khi không muốn nói, hoặc ít nhất là không có ý định để nói. Vài ngày sau, đúng số thời gian mà thực thể đã tính toán, MEG cuối cùng cũng phá được cửa và xông vào cứu Rita. Rita lúc đó được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và sốc. Và khi Rita được giải cứu, thực thể đã hẹn Rita là 2 năm sau hắn sẽ gặp lại cô. Qua tài liệu, chúng ta có thể thấy rằng thực thể số 987 hay Sharrow còn có những khả năng tâm linh. Điều này có lẽ chính là điều khiến hắn trở nên nguy hiểm. Mình không biết tại sao hắn lại có được những thứ sức mạnh này sau khi giết Kaijan. Nhưng theo mình nghĩ, có vẻ hắn đã cướp đoạt hoặc thực hiện một nghi thức nào đó để có được thứ sức mạnh này. Thế nhưng, 2 năm nghĩ là sao? Hắn nói thế có phải để hăm dọa hay nó là thật? Vậy thì chúng ta cùng đến với Lost City là câu chuyện 2 năm sau khi Rita gặp thực thể số 987, lấy bối cảnh là việc Rita Kane thức dậy và làm việc như ngày bình thường. Nhưng cô ấy
nói ít hơn, và vẫn còn bị ám ảnh về lời hứa hẹn của thực thể số 987 đến mức cô cần phải trị liệu tâm lý. Sau ca làm, cô ấy đã về nhà, đã 2 năm kể từ ngày ấy. Cô vẫn chưa có tung tích gì về hắn, cô cầu mong cho mình an toàn, nhưng những ý nghĩ, những câu nói kỳ lạ vẫn thoáng qua đầu cô. Một vầng trăng nhạt lấp ló trên bầu trời khung sao, khi hàng ngàn giọng nói reo hò theo một bản hợp xướng của những tiếng ồn vô nghĩa. Mặt trời mọc và lặn khi giây chuyển thành phút, chuyển thành giờ và chuyển thành liên đại. Tôi bị mắc kẹt trong tâm trí của chính tôi chờ đợi. Những ngọn nến cháy được một nửa từ hai đầu, sự phản bội từ một người bạn cũ, liệu mặt trời đang ghen tị với mặt trăng. Những thủ lĩnh mù quáng đều hướng về phía sợi đốt, những con chim đủ sức che lấp biển mà không cần đậu ở cảnh ô liu. Hàng ngàn người chết trong một trận lũ lụt trên khắp thế giới. Sự xáo trộn của vật chất tạo ra những suy nghĩ ảo tưởng, các tế bào thần kinh tự phát ra những tín hiệu khó hiểu, các vật khối được chạm khắc một cách dễ dàng. 1 triệu trái đất xếp chồng lên lưng rùa bắt đầu lăn xuống khi các bộ phận cấu tạo chúng mới bắt đầu rơi xuống vũ trụ bên dưới. Tất cả đều bắt đầu từ sự hình thành. Lần đầu tiên ánh sáng rọi đến mắt tôi, những hạt photon sẽ đập vào võng mạc rồi lại đập vào các tế bào thần kinh và tác động đến não. Một khuôn mặt bắt đầu hiện ra từ trong bóng tối. 100 cây kim đâm vào da thịt, giữ nguyên nó tại chỗ, cơn đau sẽ bớt dần theo thời gian, cho đến khi không còn cảm thấy gì nữa, chúng sẽ để lại sẹo. Cuộc sống lướt qua như một tia chớp, một khuôn mặt, một giọng nói, những ký ức từ rất lâu về trước, được sinh ra là bước đầu tiên trong hành trình đi đến cái chết, và sau đó không còn gì cả. Thời gian không bao giờ dừng lại, con người sống, con người chết, nhưng thời gian không bao giờ kết thúc, đã quá lâu rồi. Nhưng cuối cùng đã đến lúc để tôi được sống lại một lần nữa. Xiềng xích cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ. Những lời nói trên, những ý nghĩ của hắn vẫn làm cô ám ảnh cho đến tận bây giờ. Chỉ có điều, trong đúng khoảng thời gian đó, Sharo đã thoát được khỏi xiềng xích của mình. Thể hiện qua câu cuối, xiềng xích cuối cùng đã được gỡ bỏ. Mà trong tài liệu của thực thể số 987, chúng ta đã biết rằng vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, Sharo đã hoán đổi thân xác của mình với David để rồi thoát được ra bên ngoài, mà hắn có hứa hẹn với Rita rằng hắn sẽ thoát ra trong vòng 2 năm. Tức là sự kiện Rita gặp Sharo là vào năm 2020. Tổng kết lại, mình đã tập hợp đầy đủ các chuỗi sự kiện trong dòng thời gian này, cụ thể như sau. Hàng ngàn năm về trước, thời đại mà những vị thần vẫn còn xuống thăm con người, có một vị vua tên là Sharo. Vì sự ham muốn bất tử của mình, hắn đã ám sát nữ thần Kayan. Sau khi Kayan chết, những vị thần khác cũng biến mất không dấu vết. Thần dân của Sharo có được sự bất tử, trong đó có cả The Father. Và đặc biệt, Sharo vừa có sự bất tử, vừa có một nguồn sức mạnh được coi như một vị thần. Không lâu sau, những kẻ tôn thờ Sharo, những người dân bắt đầu bất mãn với sự bẩn thỉu của hắn. Họ đã sử dụng 11 linh hồn của 11 người. Mỗi linh hồn tương ứng với một mũi tên. Họ đều là những kẻ căm hận Sharo, cùng hợp lực để đánh bại hắn. Ngày hôm sau, Sharo được mời đến điểm hẹn theo kế hoạch. Những người dân và những hậu cận đã sử dụng những dây xích bằng sắt để trói và thiêu đốt, đồng thời bắn 11 mũi tên xuyên qua da thịt của hắn để hắn thực sự quy phục. Cuối cùng, họ đã thành công phong ấn được Sharo. Còn 11 mũi tên được The Lost cất giữ cùng với một chiếc đầu mũi tên khác trong chiếc hộp bằng gỗ ở level 37. Sự kiện đã khép lại đến hàng ngàn năm sau. Vào năm 2020, Rita Kane, một thành viên thuộc MEG đã gặp được Sharo, hay được gọi là thực thể số 987. Từ đây, Sharo đã có cơ hội xâm nhập và sử dụng sức mạnh tâm linh lên người cô để tuyên đoán ngày hắn được tự do, và đó là 2 năm sau. Vào ngày 17 tháng 11 năm 2021, David Armstrong cùng với một nhóm thuộc tổ chức UEC đã tìm ra chiếc hộp cất giữ 12 mũi tên đã phong ấn Sharo. Vào ngày 28 tháng 11 năm 2021, David đã đi gặp The Father ở level 648 nhằm để dịch một số văn tự Ai Cập cổ và tình cờ biết về diễn biến hàng ngàn năm về trước. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, David đã đến gặp Sharo với đề nghị là David và một số người của anh sẽ được sự bất tử, đổi lại, hắn sẽ được sự tự do. Nhờ điều này, Sharo đã có thể lừa David và có được sự tự do trong thân xác của David. Và đây chính là ngày Sharo trở lại. Đến hiện tại, vào khoảng 3 đến 4 năm sau đó, Overseer Cat đã bị The Lost ám sát bằng chính mũi tên được dùng để giết Kayan, khiến xác cô không thể bị phân hủy. MEG đã che giấu điều đó một khoảng thời gian trước khi tiết lộ về cái chết của cô, và cô được chôn tại level 135 vào ngày 3 tháng 1 năm 2026. Overseer Andrew, sau khi biết về cái chết của Cat,
thì anh đã gặp trực tiếp một cô gái thuộc The Lost để kể câu chuyện về các vị thần. Sau khi kể xong, cô gái đã bỏ đi và làm rơi chiếc đầu mũi tên đã được dùng để giết chết Kayan. Andrew đã nhặt được và đưa nó cho Shrek, dẫn đến cuộc trò chuyện của hai người đàn ông là Shrek và Meyer khi hai người trò chuyện với nhau lúc đi thăm mộ Kat trong tài liệu của vật phẩm số 89. Và đó là dòng thời gian của các chuỗi sự kiện mình đã tổng hợp lại được qua nhiều tài liệu liên quan. Và sau hai phần phân tích và tìm hiểu manh mối, chúng ta đã có một cái nhìn hoàn chỉnh về dòng thời gian mà tác giả Carter Burch tạo ra. Dù vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng mình mong rằng dòng thời gian sẽ còn tiến triển trong tương lai. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.